Mến chào quý vị và các bạn, mến chào các anh em. Vâng, trong clip ngày hôm nay bên em lại có rất nhiều đồ để giao lưu với các anh em. Và trong cái clip nào cũng vậy, bên em sẽ có cái biển tên đầu tiên đó là Quang Huy Audio. Và số điện thoại thì chỉ có một số duy nhất để các anh em có thể liên hệ để mua hàng hoặc là liên hệ tư vấn trực tiếp các anh em nhé. Chỉ là có một số thôi, tức là 09486 và 02386 các anh em nhé. Đấy, số điện thoại này thì bên em sẽ phục vụ các anh em 24/24. Các anh em cần lúc nào thì liên hệ với em các em nhé. Vâng ạ, thì trong clip ngày hôm nay đây thì cũng một con Kenwood các nhá, một con Kenwood, con này âm ly này rất là khỏe. Như em đang kéo là một cặp loa 2 bass 25 các em nhá. Mà đánh cực kỳ căng luôn các em này. Các em nhìn này. Đấy, con này thì tiếng đánh cực kỳ căng luôn, máy chạy là 8 sò than các em nhá. Này, các anh em muốn chỉnh bass chép này, đấy, bass đang để không này. Đấy, chép đang cộng này. Đấy, ví dụ là muốn chỉnh bass chép thì các anh em có thể cộng trừ ở đây này. Đấy, có thể các anh em con này thì có cả cấm đường trầm ra trầm luôn các nhá, cấm ra trầm luôn. Đấy, rất là hay. Đấy, các anh em chỉnh cái gì thì ở nhấn vào chỗ lever audio này. Đấy, rất là hay. Vâng, một con âm ly Kenwood, cái công suất của nó rất là lớn, 250W các anh nhá. Và giá em giao lưu các anh em mà mức giá nó chắc là cứ thành nói là được, xin được luôn các anh nhá. Tại vì vận chuyển từ bên kia về đây là mất mấy trăm nghìn rồi, mà em bán nó chỉ có hơn 1 triệu thôi, thì các anh em biết là nó rẻ đến cỡ nào rồi các anh nhá. Đấy, một con âm ly Kenwood có mã là KRV770. Giao lưu các anh em con này là 1,5 triệu bao ship các anh nhá, 1,5 triệu bao ship toàn quốc. Đấy, cực kỳ rẻ luôn. Máy rất là lớn luôn. Và bên trên là một con đầu tape Technic RS678U các bạn nhé. Thị trường con này không hiểu sao em bị vướng con này. Thị trường con này là tầm 6-7 triệu các bạn nhé, 6 triệu luôn. Thị trường một con Technic RS678U này anh em đang bán 6 triệu. Bên em bán cho các bạn anh em mức giá trong clip ngày hôm nay các bạn nhé. Clip ngày hôm nay giá siêu tốt, chỉ có 2.200.000 đồng các bạn nhé, 2.200.000 đồng. Đây các anh em nhìn này, băng chạy này. Đấy, nhìn con này thì ở bên trong nó có cái kính nó phản tương phản cái băng chạy không này, các em nhìn này. Đấy, tua băng này. Đấy. Đấy, tua băng thì chạy rầm rầm luôn. Đấy, các anh em nhìn tua trái và tua phải nhé. Đấy. Đấy, tua trái và tua phải này. Play này. Đấy, play chạy rầm rầm luôn. Đấy, cái phần số này thì hiện tại là nó không đếm, các anh em về mình mò thêm các nhá. Đấy, về mình mò thêm này. Đấy, còn chạy là ok hết rồi các em nhá. Đấy, kim vu 7 đeo. Đấy, chỉ có 2,2 triệu thôi các em nhá. Đấy, chỉ có 2,2 triệu thôi các em nhá. Máy thì nó như một con âm ly luôn các em nhá. Rất là gấu, như một con âm ly. Đấy, đặc linh kiện luôn. Chỉ có 2,2 triệu các em nhá, đầy đủ lắp đầy đủ hết các em nhá. Đấy, các anh em về chỉ việc mua băng và chơi thôi các em nhá. Chỉ có 2,200.000 đồng. Đấy, đẹp như thế này các em nhé, đẹp như thế này mà chỉ có 2,2 triệu thôi. Đặc biệt là nó rất là độc đáo, các anh em nào mà sưu tầm đồ độc cũng được như thế này. Đấy, khi mà nhấn cửa băng này, đấy, nó đẩy cái băng lên, rất là hay. Như một cái lò vi sóng mà khi mà các anh em bỏ ra vậy đấy, các em nhé. Đấy, kim vu 7 đeo, chỉ có 2,200.000 đồng các em nhé. Và sau bên này là một con trầm, con này là Yamaha SVK150 các em nhé. Đấy, con này sử dụng là 2 bát 20 màng giấy và gân cao su các bạn nhé. Gân cao su này vẫn còn rất là mềm các bạn nhé. Gân cao su của rất là mềm luôn này. 2 bát 20 gân cao su. Con này thì thị trường nó phải tầm 6 triệu các bạn nhé. Con này thị trường tầm 6 triệu. Bên em để cho các anh em mức giá là 4,5 triệu các bạn nhé. Clip ngày hôm nay giá cực kỳ tốt luôn các bạn nhé. Đấy. Cái căng còn đầy đủ không hề rách các bạn nhé, không rách. Rất là đẹp luôn. Chỉ có 4,5 triệu, còn Yamaha SVK150 góc cạnh còn siêu đẹp luôn các em nhá, góc cạnh còn siêu đẹp luôn, em vừa mới cậy càng luôn các bạn nhá. Đấy, và đây bên này thì có một cặp loa, con này là con Denon SC107, đấy sử dụng là 2 bass 25 các bạn nhá, 2 bass 25, gân là gân mút và màng thì là màng dàn màng giấy, nó được tráng một cái lớp nhựa, một lớp cao su dạng như cao su mới các bạn nhá, cao su non. Nón thì là nón vải các bạn nhá. Đấy. 2 bass 25. Mid này của nó rất là đặc biệt luôn các bạn nhá, nó nằm ở trong một cái hộp rất là nặng. Và hai con chép.
xung quanh những việc là xe máy được chét đất sét này, các bạn nhìn nó bẩn bẩn như AR nhưng mà tiếng cực kỳ hay luôn các bạn nhá. Đấy, e căng còn đầy đủ trái và phải, đầy đủ hết các bạn đấy, thùng loa cũng rất là đẹp, góc cạnh sắc sắc luôn. Các bạn nhá. Đấy, đèn ông này, đèn ông SC107. Công suất là 80W và trở kháng là 8 ohm các bạn nhá. Trở kháng là 8 ohm. Đấy. Cực kỳ đẹp các bạn nhá. E căng còn đầy đủ, đấy, đầy đủ tem mác luôn. Anh em nào mà điều kiện kinh tế vừa phải chơi những con như này cho em, giá cực kỳ hợp lý. Về thích có thể là ghép thêm vang để hát karaoke luôn các bạn nhá. Tuyến loa còn rất là đều như này. Về có thể ghép vang và hát karaoke. Thùng loa cực kỳ đẹp các bạn nhá, thùng loa cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy, 8 ohm và 80W các bạn nhá. Cực kỳ đẹp, e căng thì còn đầy đủ, không thiếu một cái gì. E căng liền lạc không rách các bạn nhé. E căng liền lạc không rách. Vâng, một cặp loa đèn lông SC107 này đấy, bên em bán ra các ba anh em với mức giá là 7.200.000 đồng các bạn nhé. 7.200.000 đồng, giá khẳng định các ba anh em giá cực kỳ tốt tại Việt Nam. Nếu như anh em nào bán rẻ hơn thì mới là điều rất là lạ các bạn nhé. Thị trường con này ở tầm 8, anh em Hà Nội bán là 8.500.000, có những anh em bán là 9 triệu rồi nhé. Có những anh em bán những cặp như này là 9 triệu, bên em bán cho các bạn anh em với mức giá là 7.200.000 đồng thôi nhé. Côn loa em bao zin hết các bạn nhé, côn loa bao zin hết và những cái gân loa đã được thay, gân loa được thay và côn loa bao zin. Anh em nào cần thì có thể liên hệ với em, và bên em thì vẫn phục vụ các bạn anh em cái chai mà lau loa, lau loa, lau thùng những cái thùng gỗ ấy. Đấy, lau những cái này vào thì nó sáng bóng như mới luôn, phục hồi đến tầm 90% của cái màu cũ các bạn nhé. Đấy, chai này thì nó sản xuất tại Made in USA và cái dung tích của nó là 140ml các bạn nhé. Vì cái chai này nó lau ấy, thì nó sẽ có mùi cam, các bạn nhé, mùi cam đấy, rất là thơm. Một chai này thì bên em để các bạn anh em có 200.000 thôi các bạn nhé. Đấy, bán cũng hàng trăm chai rồi. Đấy, còn anh em nào mà đặt tiếp thì có thể lên gửi cho em thông tin và em sẽ gửi đến cho các bạn anh em. Đấy. Hàng thì khoảng 3-4 ngày nữa thì lại về khoảng mấy trăm chai các bạn nhá. Mấy trăm chai đấy, mấy cái tuyến trước thì đã hết mấy thùng rồi các bạn nhá. Các bạn anh em nào mà muốn mua thì có thể nhắn tin địa chỉ cho em, khoảng 3-4 ngày nữa thì em trả đủ đơn cho các bạn anh em các bạn nhá. Chỉ có 200.000 thôi các bạn nhá, 200.000 các bạn anh em thêm khoảng 20-25.000 tiền ship nữa, đấy là 225.000 các bạn anh em chăm sóc loa của mình và âm ly của mình, bài cả lau bàn ghế cũng được, rất là đẹp các bạn nhé. Vâng, cảm ơn các bạn anh em đã dành thời gian theo dõi, và các bạn anh em xem video cho em xin một nút like ở góc trái màn hình và bật chuông, như anh em nào là đầu tiên xem thì có thể là bật chuông thông báo và cái nút đăng ký kênh ở bên phải các bạn em nhé. Cảm ơn các bạn anh em, xin thân ái và chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.